Đây, hello các bạn. Nên test con Lee Builder VSA 1123. Trước tiên các bác coi vào cái hình thức của em nó nha. Máy rất mới, hầu như là đẹp 99% các bạn, không một vết chạy. Đang chơi USB đây. Phía dưới là cái tem, những cái công nghệ này. Máy có thể chơi được nha các bác. Tiên là 4K Ultra HD này. HD Mi 8 đường vào 2 đường ra. USB chơi nhạc DSD. Apple Lossless AirPlay. Chứng nhận MHL. App iControl AV2013. Tương thích với lại iOS với lại Android. Chế độ Eco tiết kiệm điện. Này, USB đây các bạn. Đây là chơi 2 kênh stay. Hai cân stay này, các bạn có thể chơi hai cân stay hoặc là con cân stay. Chế độ này chế độ on cân stay. Chờ một lúc nhấn nữa thôi là quay lại hai cân stay. Đi kèm em nó là cây remote ring đây các bạn. Sẽ nắp đầy đủ các chức năng. Lắp máy này cực kỳ đẹp. Đây, cái sau của em đó này, cái sau của em đấu sẵn là HDMI in và out đây các bạn, một in vào và một out ra. Đây là các cọc loa. Tiếp theo là tên của em nó đây. Hơi tối anh tịnh. Chế độ em đang cắm HDMI out lên TV. À đây à, các bạn thấy rồi đây à. Flat là nhạc lossless nha các bạn. Trên remote thì các bác có thể chuyển bài này. Đây. Stop nè, play, tạm dừng, next. Di chuyển bài đây em ơi. À, phần này là phần chỉnh budget. Đây là setup. À. Rồi, máy thì hoạt động hoàn hảo các bạn. Đây, budget rồi các bạn. Qualizer. Xong bài bát xong ngon. Đây, bát chép đây. Đây. Cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi kênh âm thanh của em. À, em quên mất, con này thì em đang bán với giá là 6.8 triệu nha các bác. Kèm theo remote ring và dây nguồn đầy đủ. Rồi, cảm ơn các bác.